Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương mục Nhà đẹp của Mark Home. Ngày hôm nay, Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị mẫu nhà mới do Mark Home chúng tôi trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Đó chính là mẫu nhà hiện đại 2 tầng với chủ đầu tư là gia đình chị Nguyễn Thị Kim Thi ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Trước khi đi vào chi tiết của ngôi nhà, chúng tôi xin được giới thiệu qua về Mark Home. Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu tại Việt Nam. Hiện tại, Mark Home có 9 chi nhánh trên toàn quốc với hơn 100 nhân sự và đội ngũ thi công dày dặn kinh nghiệm. Nếu như quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói cho ngôi nhà của mình, xin vui lòng liên hệ với hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Một trong những phong cách kiến trúc được ưa thích bậc nhất ở thời điểm hiện tại đó chính là phong cách hiện đại Modernism. Theo hơi thở của thời gian, những công trình hiện đại như là một bảo chứng cho sự phát triển về tư duy và thẩm mỹ của con người, vượt qua hết những định kiến, gò bó của phong cách cổ điển trước đó. Ít ai biết được rằng trước đây, khi vừa xuất hiện thì Modernism cũng đã vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều từ những nhà bảo thủ. Thế nhưng giờ đây, những công trình hiện đại dưới bộ óc tưởng tượng táo bạo của con người đã chinh phục hoàn toàn dưới màu điều. Qua bản vẽ phối cảnh 3D ngôi nhà chị Nguyễn Thị Kim Thi ở tỉnh An Giang, chúng ta có thể nhận ra ngay đây là một công trình hiện đại. Quý vị có thể nhận thấy ngay điều này từ cái nhìn đầu tiên qua hình khối ấn tượng, phần mái lệch phá cách, những mảng tường sơn giả gỗ thời thượng. Về màu sắc thì công trình nhà chị Thi lựa chọn những gam màu đơn giản nhưng không kém phần nổi bật giữa không gian như là màu trắng, màu ghi, màu gỗ, vô cùng thu hút. Ngôi nhà chị Thi có chiều rộng là 5,1m, chiều dài là 17m, diện tích sử dụng của cả ngôi nhà là 170m², diện tích đảm bảo về công năng của công trình. Đây là một căn nhà ống khá điển hình. Một sự khác biệt rõ ràng giữa công trình nhà chị Thi và rất nhiều ngôi nhà khác thể hiện cá tính và sự độc lạ của công trình hiện đại. Đó chính là nhà chị Thi không sử dụng mái Thái hay mái Nhật thường thấy, mà sử dụng mái lệch. Nhà mái lệch ngoài sự ấn tượng về thẩm mỹ thì về công năng với kết cấu bền chắc sẽ giúp chịu được áp lực từ thời tiết, hỗ trợ khả năng thoát nước mưa nhanh hơn cũng như là giảm thiểu tiếng ồn khi trời mưa. Quý vị có thể thấy rất rõ là một tét nước và thái dương năng ở không gian giữa hai bên mái của công trình. Thái dương năng hay còn được gọi là máy nước nóng năng lượng mặt trời đã và đang là một sản phẩm vô cùng được ưa chuộng vì không cần tiêu tốn điện năng vẫn có thể cung cấp nước nóng cho hộ gia đình, rất tiện ích cho những ai ưa thích tắm trong một làn nước ấm áp. Hiện tại trên thị trường có 3 loại thái dương năng: thái dương năng ống chân không, thái dương năng ống dầu, thái dương năng tấm phẳng. Mỗi loại thái dương năng sẽ có ưu nhược điểm khác nhau tùy theo mục đích sử dụng cũng như khả năng tài chính mà gia chủ có thể lựa chọn phù hợp. Ban công được lắp kính cường lực, một thiết kế ngày càng được ưa chuộng cho nhiều ngôi nhà ở Việt Nam chúng ta hiện nay, mang đến sự thanh thoát cho không gian. Nhiều người vẫn còn e ngại về độ an toàn của kính cường lực thì quý vị hãy yên tâm, kính cường lực đảm bảo cực kỳ an toàn mà vẫn tối ưu về mặt thẩm mỹ. Vì kính cường lực có độ dày và khả năng chịu lực gấp 5-6 lần so với kính thường, bên cạnh đó còn giúp cơi nới không gian đáng kể. Và với những công trình hiện đại thì ban công kính cường lực được xem là lựa chọn tối ưu nhất. Với ngôi nhà chị Thi thì sảnh chính không sử dụng những cột hiên như những ngôi nhà khác mà chính kết cấu ngôi nhà đã tạo thành một khối bền vững nhất. Hệ thống cửa đi và các cửa sổ đều được lắp đặt cửa nhôm hệ sinh pha phù hợp với phong cách hiện đại của công trình. Ưu điểm của nhôm hệ sinh pha là không bị cong ven, oxy hóa hay hen rỉ theo thời gian, dễ dàng lắp đặt, vệ sinh, được sơn tĩnh điện nên lớp sơn luôn sáng bóng, chống được tia UV. Đó lý do những công trình của Mark Home chúng tôi luôn ưu tiên sử dụng chất liệu này. Thiết kế cửa luôn cần phải quan tâm đến kích thước thông thủy. Điều này cần phải tham khảo thước lỗ ban. Thước lỗ ban là loại thước chuyên dùng trong thiết kế nhà ở hay một phần. Trên thước có hiển thị rõ đơn vị đo lường và đánh dấu các cung, giúp phân biệt khoảng tốt, xấu theo phong thủy. Thước lỗ ban có 3 loại là thông thủy, dương trạch và âm phần. Cả 3 loại này đều được thể hiện rất rõ website của Mark Home, www.thietkethicongtrongoi.com. Quý vị có thể truy cập và tham khảo cho ngôi nhà của mình.
Phần chân tường được ốp đá chẻ màu xanh xám vừa tăng vẻ đẹp và giúp căn nhà chống được ẩm ướt và phồng rập. Tiến vào khu vực bên trong ngôi nhà, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cách phân chia không gian của công trình qua những bản vẽ mặt bằng đứng và mặt cắt. Qua hình ảnh mặt bằng bố trí nội thất tầng 1, quý vị có thể thấy là căn nhà có 3 lối tiếp cận, một lối từ cửa chính, một lối cửa ra sảnh phụ ở nhà bếp và một lối cửa sâu ra khu vực sân ướt. Một ngôi nhà có 3 lối tiếp cận như vậy rất tốt về phong thủy cho gia đình. Phòng khách nhà chị Thi có diện tích là 20m², khá rộng rãi để bày trí đồ dùng nội thất. Dựa vào mặt bằng lát sàn có thể thấy ngay là sàn được ốp gạch granite phân đá màu trắng. Đây cũng là loại gạch được sử dụng xuyên suốt ở những không gian khác như là phòng bếp và phòng ngủ. Loại gạch này sử dụng sẽ giúp không gian thêm phần tươi sáng, từ đó các thành viên gia đình sinh hoạt cũng thoải mái hơn. Dựa vào mặt bằng bố trí trần và đèn có thể thấy là trần phòng khách ốp thạch cao không xương chìm màu trắng. Ở giữa có sử dụng đèn chùm làm điểm nhấn, xung quanh chạy những đèn LED tiết kiệm điện. Quý vị có thể lựa chọn dòng đèn LED chất lượng từ Marhome để lắp đặt cho không gian sống của mình. Vì khi đã tin tưởng nhà Marhome thì không thể bỏ qua đèn LED Marhome đúng không ạ? Đèn LED Marhome tiết kiệm vượt trội lên đến 80% so với bóng đèn thông thường. Đèn LED Marhome tuổi thọ chiếu sáng hơn 80.000 giờ bền bỉ theo thời gian. Đèn LED Marhome nhiều mẫu mã đẹp do chính tay của kiến trúc sư Marhome thiết kế sẽ phù hợp với mọi gia đình. Đăng ký nhanh để trở thành đại lý, nhà phân phối các sản phẩm của đèn LED Marhome với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Nhận ngay chỉ vàng 4 số 9, một chuyến du lịch Phú Quốc trong 3 ngày 2 đêm khi đăng ký trong tháng này. Liên hệ tới số điện thoại hotline 0964458888, 0924099999 để được giải đáp. Marhome, giá trị tạo nên thương hiệu. Phòng khách thông trực tiếp với gian bếp diện tích là 16m², căn bếp lấy sinh khí nhờ một cửa lớn mở ra sảnh phụ. Những gian bếp ở căn nhà hiện đại ngày nay thường có xu hướng là không gian mở kết nối với các khu vực khác, đã thay đổi hoàn toàn so với những căn bếp khi xưa luôn phải tách biệt hẳn với căn nhà chính. Một lưu ý về phong thủy phòng bếp là cần quan tâm đến vị trí vòi nước và bếp nấu, không nên đặt quá gần nhau vì theo dân gian như vậy có thể khiến ông bà táo trong gian bếp bị nhấn chìm. Quý vị hãy lưu ý điều này cho căn bếp của mình nhé. Tầng 1 nhà chị Thi có một phòng ngủ rộng 12m², có nhà vệ sinh riêng. Khu vực nhà vệ sinh chung được ốp gạch ceramic màu ghi sáng chống trơn, đầy đủ tiện nghi. Cửa sau ngôi nhà mở ra khu vực sân ướt và hồ cá, đây cũng là một lối cửa cần thiết để mang thêm sự thông thoáng cho ngôi nhà. Một thành phần đóng vai trò quan trọng đó chính là cầu thang. Dựa vào bản vẽ chi tiết cầu thang, có thể thấy là bậc cầu thang ốp đá granite đen ánh kim dày 20mm, tay vịn thép hộp, lan can kính cường lực giúp cơi nới không gian đáng kể. Để tiết kiệm diện tích, cầu thang được thiết kế một vế, không chỉ về công năng mà cũng rất cần quan tâm về vấn đề phong thủy của cầu thang. Bậc dưới chân của cầu thang không nên hướng ra ngoài cửa, tránh hiện tượng là cầu thang thoát tài. Ở đây nhà chị Thi được thiết kế rất hợp lý. Tầng 2 nhà chị Thi có một phòng thờ diện tích 10m², bố trí cửa mở ra một ban công rất thông thoáng. Phòng thờ là không gian cung kính nhất nên rất cần lưu ý về mặt phong thủy. Bàn thờ không nên đặt dưới sàn ngang, có thể khiến gia đình rơi vào cảnh tuyệt mệnh và chia ly. Quý vị cần ghi nhớ điều này nhé. Tầng 2 còn có một phòng sinh hoạt chung 15,5m², một phòng ngủ master diện tích 14,6m² có nhà vệ sinh riêng, một phòng ngủ thường 14m² và một nhà vệ sinh chung. Tất cả không gian được thiết kế rất phù hợp, đúng theo mong muốn của gia đình. Dựa vào bản vẽ mặt đứng căn nhà có thể thấy là chiều cao từ cốt 00 đến đỉnh mái là 9,25m, chiều cao từ sàn tầng 1 đến sàn tầng 2 là 3,3m, chiều cao từ sàn tầng 2 đến mái là 3,3m. Thường chiều cao này là những con số chia hết cho 3, đảm bảo thoải mái cho sự sinh hoạt của các thành viên. Ngoài ra, một phần vô cùng quan trọng giúp đảm bảo tính vững chắc cho ngôi nhà cũng như đảm bảo về sâu không bị sạt lún nứt nẻ đó chính là phần móng. Dựa vào mặt bằng móng ở hồ sơ kết cấu có thể thấy ngay, nhà chị Thi sử dụng móng cọc bê tông cốt thép tiết diện 200x200mm. Vì sao lại là móng cọc mà không phải là những loại móng khác? Móng cọc được sử dụng phổ biến ở những công trình có tải trọng khá lớn và nền đất yếu, có ưu điểm giúp giữ tuổi thọ công trình và độ tin cậy cao. Ở đây nhà chị Thi sử dụng móng cọc là vô cùng phù hợp. Và sau đây Nhật An xin giới thiệu với tất cả quý vị một phần rất quan trọng trước khi bắt tay vào thi công xây dựng một công trình, đó chính là dự toán. Dự toán là dự kiến tính toán giá trị công trình được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng các công việc xác định theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công. Dự toán có vai trò vô cùng quan trọng để chủ đầu tư nắm về chi phí xây dựng công trình, là căn cứ để đàm phán ký kết hợp đồng. Đối với tất cả quý khách hàng, Marhome cam kết luôn trình bày rõ ràng bản dự toán chi phí xây dựng, bao gồm nhiều hạng mục như công tác chuẩn bị vật liệu thi công, chi phí vật liệu xây dựng phần thô, chi phí nhân công xây dựng, chi phí nhân công phần mái, chi phí xây dựng phần hoàn thiện, chi phí vật tư điện nước, v.v.
Mắt hôn đảm bảo dự toán tính đúng, tính đủ, không trùng lập chi phí, lập theo mặt bằng giá tại thời điểm dự toán, tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước Việt Nam. Đó là toàn bộ công trình nhà chỉ thi ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Hy vọng sau khi xem xong video chuyên mục nhà đẹp ngày hôm nay, quý vị đã có thêm những ý tưởng thiết kế mới cho riêng mình. Hãy liên hệ ngay với Mắt Hôn qua số hotline hoặc comment ngay bên dưới video này. Đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư của Mắt Hôn sẽ liên hệ đến tất cả quý vị trong thời gian sớm nhất. Đừng quên nhấn like, subscribe và chọn nút thông báo để không bỏ lỡ những video về nhà đẹp của chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì Nhật An xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.